Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog. Thưa quý vị các bạn, án mạng kinh hoàng tại quán cà phê ở tỉnh Vĩnh Long. Cuối cùng cũng có lời đáp rồi nha các bạn. Cuối cùng cũng có lời giải rồi. Đó chính là mẹ ruột thuê người bắt con gái nha các bạn ha. Vì không chấp nhận ha, cuộc sống hôn nhân nên của người con nên mẹ ruột đã thuê người bắt con gái. Đó là tình tiết hết sức là bất ngờ. Thời buổi này rồi mà có chuyện mà cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó ép duyên nha các bạn. Em ruột cùng 6 người khác tham gia ha, bắt chị gái của mình về. Và đã xảy ra điều đáng tiếc, đó là anh chồng này đã dùng cái móc sắt dùng để lột dừa móc vào lưng ha, một người chết tại chỗ và hai người bị thương nha các bạn. Sự việc rất là đáng tiếc. Cái móc dừa rất là nhọn và bén, rất là sâu nha các bạn. Ăn vô rất là sâu, rất là nguy hiểm. Các bạn ở miền Tây thì cũng biết cái móc sắt dừa này để móc vỏ dừa ra các bạn, dừa khô á. Ha, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Và hai người chạy trốn nhưng cuối cùng đã bị công an xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bắt giữ. Một người đã chạy trốn thoát, đó là người em gái của người bị bắt cóc nha các bạn. Nhưng đến trưa ngày 17 tháng 11 thì người này đã đến cơ quan công an đầu thú nha các bạn. Đã đến cơ quan công an đầu thú. Sự việc hết sức là đáng tiếc. Thời buổi thế kỷ 21 rồi các bạn ạ. Mà vẫn còn ép duyên, vẫn còn hung kiến nha các bạn. Gia đình của người con gái không chấp nhận anh này. Và khiến cho sự việc rất là đáng tiếc. Vậy đâm chết người khi cứu vợ, anh chồng đối diện với mức án nào? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm vào thời điểm hiện nay. Theo luật sư thì những người tham gia bắt cóc ha, sẽ đối diện với mức án cao nhất là 15 năm tù. Còn người ha, người chồng có thể là đối diện với mức án cao nhất là 7 năm tù hoặc là 3 năm tù nếu mà được mức án nhẹ nhất là 3 năm tù nha các bạn. Nhìn mặt anh chồng cũng như người thân hàng xóm thì nói thì hai vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc nha các bạn, sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng gia đình người vợ mẹ ruột và em ruột đã không đồng ý và nhiều lần ngăn cấm, và cuối cùng trưa ngày 15 tháng 11 thì đã xảy ra sự việc gián tiếp, đó là thuê người bắt chị này, cưỡng ép chị này về. Và cuối cùng đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Qua đây thì chúng ta cũng thấy được rằng xã hội vẫn còn phong kiến rất là nhiều, các bạn vẫn còn tư duy phong kiến bắt ép, cưỡng ép theo cái sự mong muốn của cha mẹ, của gia đình. Thưa quý vị các bạn, tin tức và bình luận đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau trên kênh của Việt Nam Vlog nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.